Di chúc của Phi Nhung, tài sản để lại cho con gái ruột và các con nuôi. Cố ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau hơn một tháng chống chọi với COVID-19. Từ phía bệnh viện cũng thông báo liên tục tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Thế nên từ khi cô trở nặng và được tiên lượng khó qua khỏi, phía gia đình đã chuẩn bị tinh thần và phương án cho tình huống tệ nhất. Theo lịch trình tháng 7, cô bay qua Mỹ để lưu diễn. Tuy nhiên, trước ngày bay, nữ ca sĩ vì lý do cá nhân nên đã hủy chuyến. Sau đó, trong quá trình giúp sức tại nhà ăn từ thiện, cô đã tiếp xúc với F0 và được chẩn đoán mắc COVID-19. Khi phát hiện nhiễm COVID-19, cả ekip không ai có thể ngờ nữ ca sĩ lại chuyển nặng và rồi mất đi như vậy. Vì vậy, khả năng cao là chưa có gì chút trước khi mắc COVID-19. Ngày 26 tháng 8, tình hình chuyển nặng Phi Nhung được chuyển gấp vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và thở máy. Sau 2 tuần tình trạng không giảm, được đặt ECMO, nhưng không có phép màu xảy ra, trưa ngày 28 tháng 9 cô đã không qua khỏi. Và có thể nói trong hơn một tháng chuyển qua Chợ Rẫy, nữ ca sĩ chủ yếu hôn mê và không tỉnh táo, khó lòng nhắn nhủ hay để lại di chúc. Nếu ekip Phi Nhung chu đáo có thể đã lên di chúc khi cô còn tỉnh táo, nếu không tài sản để lại sẽ xử lý theo luật. Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một, có di chúc. Đã có vài thông tin lan truyền cho rằng cô có để di chúc lại và tài sản sẽ để lại cho con mình. Người thì bảo để hết cho con ruột, người lại bảo để cho con ruột và con nuôi. Hai, không có di chúc. Lúc này theo luật quy định, Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau. Một, người thừa kế. Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai bao gồm ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột của người chết, cháu nội ngoại. Hàng thừa kế thứ ba bao gồm họ hàng hai bên. 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Như vậy, theo luật định, nếu Phi Nhung không để lại di chúc, thì tài sản của cô sẽ được để lại cho hàng thừa kế thứ nhất, chỉ có con đẻ và con nuôi. Và đáng chú ý nhất đó là con nuôi ở đây là con nuôi hợp pháp. Điều kiện để được công nhận là con nuôi, không phải trường hợp nào gọi là con nuôi cũng được pháp luật chấp nhận, hưởng quyền thừa kế như con đẻ. Để được công nhận là con nuôi hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật nuôi con 2010. Cụ thể, con nuôi ở thời điểm được nhận nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì chỉ được coi là cha dượng mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác, ruột nhận làm con nuôi. Việc nhận nuôi con trong nước phải được đăng ký tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú của con nuôi hoặc người nhận nuôi, sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu có yếu tố nước ngoài. Khi được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận nuôi con nuôi, quan hệ con nuôi với cha mẹ nuôi mới chính thức được xác lập. Khi cha mẹ nuôi chết, con nuôi mới được hưởng quyền thừa kế theo pháp luật như con đẻ. Như vậy, nếu các con nuôi của Phi Nhung chỉ có trên danh nghĩa không có giấy tờ gì cả, thì vẫn không được hưởng thừa kế và toàn bộ tài sản sẽ được để cho con gái ruột. Nói riêng về Hồ Văn Cường, em không phải là con nuôi trên giấy tờ nên sẽ không có tên trong thừa kế. Còn về khoản tiền mà Phi Nhung đã giữ, đó là một điểm nhạy cảm vì không có giấy tờ chứng minh, không có con số cụ thể. Bản thân Hồ Văn Cường không biết mình có bao nhiêu tiền, tất cả bây giờ chỉ còn chờ vào quyết định của quản lý Phi Nhung.